Xin chào anh em uh, Chào mừng anh em đến với kênh của mình Thì ở video này mình sẽ chia sẻ về cái Chúng ta có thể ETL ETL cái này mình sẽ dùng SSS nhé Đây Cái này là mình sẽ sử dụng phiên bản 2020 2022 Rồi Đây là vấn đề của ta Chúng ta sẽ là chúng ta sẽ có một cái file Excel Đây Và trong cái file Excel này chúng ta sẽ có nhiều cái sheet Đấy, Một file rồi nhá Một file Excel này Nó có nhiều cái sheet nhỏ này Ví dụ như cái này là cái sheet customer và sheet order, sheet product. Rồi vấn đề của mình là mình sẽ do chúng nó vào. Mình sẽ nối chúng nó vào thành một cái bảng to. Rồi mình sẽ ném vào trong cái database. Đấy, nó cơ bản vậy thôi nhá. Bây giờ mình sẽ mở cái NSS này này. Thì sau khi mà mở lên chúng ta sẽ có cái như thế này. Thì bây giờ mình sẽ tạo mới một cái project nhé. Đây, create, create a new project này. Rồi cái này mình sẽ chọn integration cái này nếu mà anh, anh em là không có thì anh em tải cái tiện ích cái này về nhá. À, lúc đầu anh em tải Microsoft uh, tải Visual Studio đây thì nó sẽ đấy có đâu. anh em phải tải cái extension uh, như này về. mấy đầu tôi cũng bị vậy tôi rất là khó. anh em cứ nên Google anh em search là được. đó. bây giờ đổi cái tên thôi. mình sẽ để tên là uh, ETL nhá. week 2. đó. create này. Ok. Khi mà mở xong nó sẽ ra giao diện kiểu như thế này. Đợi tí cho nó. Đó, đây là trên cái giao diện của chúng ta nhé. Ở bên trái đây là mấy cái công cụ cho mình này. Ở chỗ phần trên này là mấy cái cho anh em điều khiển cái flow ETL của mình. Rồi. Bây giờ mình sẽ kéo cái này vào đây nhé. Data flow tag này. Rồi. này tự ích đi. Đây. Kéo vào nhé. Rồi bây giờ mình click vào đây Khi mà mình click vào đây Nhìn vào anh em thấy vẽ đang ở cái control flow này Nó đã nhảy ra data flow Đây tôi lại nhé Đây Đấy thì đấy anh em nhấn vào là nó ra đây tôi nhấn vào đây nè rồi bây giờ tôi sẽ lấy một cái suột suột như ở đây tôi sẽ ném cái lấy data từ cái file excel này đây tôi kéo thả vào này tôi chọn cái destination nhá À để tôi, để tôi check lại xem nào. À từ cái này đi. Su assistant, suộc này. Anh em kéo vào đây. Rồi, tôi sẽ lấy data từ cái Excel này. Thì chỗ này là có ba nguồn này, SQL Server, này, Excel này, flat file này. Rồi tôi sẽ chọn tạo mới nhá. Ok. Đây, đây là cái file Excel của mình. Để nó bảo là bây giờ mày sẽ nhập vào cái đường link dẫn của file Excel và chọn phiên bản. Thì mình có một cái file Excel năm 2016. thì đây là cái cái file của mình đây đây là cái file của mình nhá đây chưa nó chấm x này tức là cái phiên bản này là phiên bản của mình 2016 đây mình sẽ lưu lại cái đường dẫn này copy iPad path này rồi chỗ excel version này mình chọn là phiên bản của mình rồi chỗ này mình sẽ dán cái file vào mình sẽ xóa đi cái dấu ngay kép nha rồi ok đây là chọn là first row là cái name đây loại là cái dòng đầu tiên cái hàng đầu tiên ấy, sẽ là cái cái header rồi, mình sẽ chọn cái này đó đợi tí ok vậy được rồi nhá mình sẽ chuột phải này chọn edit đây mình đã kết nối được cái file vừa nãy và bây giờ mình sẽ chọn những cái cái sheet có ở trong cái file này đây mình có 3 sheet này customer order product mình sẽ mở file ra cho anh em xem thử để anh em hình dung dễ hơn đây là file của mình đây một file này thôi nhá, một file Excel này. trong cái file này nó có ba cái sheet này. đấy thì mình kết nối, mình kết nối xong thì nó sẽ lấy ra ba cái sheet đấy. đây à, ba sheet này nhá. rồi mình sẽ chọn cái order trước. Rồi bây giờ mình sẽ nối cái gì? mình sẽ nối ba thằng này lại với nhau đúng không? thì mình sẽ nối thằng mình sẽ nối thằng order trước. là chỗ này đây là order này, order mình sẽ nối với product trước. chỗ này mình sẽ đổi lại cái tên. mình chuột phải nhá, rename này mình sẽ đổi lại tên cho dễ nhìn đó mình có một cái nữa để mình sẽ nối với cái bảng này cái nối này cái vừa nãy đại loại là nó vẫn lại lấy lại cái vừa nãy thôi là cái này sẽ là product tại tí chỗ này nó hơi lâu à? chắc tùy máy đâu tùy máy nó chậm hay nó nhanh à? Đây, mình sẽ lấy cái product này. Để ra thì chúng ta có thể copy paste này được. Bây giờ mình sẽ copy nhé. Ctrl C này, Ctrl V này. Đây, nó sẽ lấy ra cho chúng ta một cái y như vậy. Mình đổi lại cái tên này đã. Chỗ này là table product. Rồi, chỗ này sẽ là cái table customer nha Rồi, để tôi edit lại cái này. Chỗ này đang product này, tôi sẽ lấy ra cái thành customer. Tôi đổi lại đâu. Vậy mình vừa copy paste đúng không? Mình copy paste thì nó vẫn giữ nguyên cái suộc Bây giờ mình sẽ đổi là cái suộc Mình sẽ lấy là cái sheet customer này Ok Bây giờ mình sẽ kết nối cái customer này Rồi chỗ này thì mình sẽ Nối nó vào Merge and này Thì trước khi mà anh em merge and Anh em nhìn chỗ dưới này của tôi này Đây nó cần phải sort lại yeah, Sort từ data này Tức là mình sẽ phải sort lại đã Nên là tôi sẽ sort trước khi mà Đây tôi sort từng cái bảng rồi tôi sẽ kéo vào đây. Đây, Rồi, chỗ này tôi edit này. Đây chỗ này sort theo product ID nhá. Vì mình cần nối cái bảng order với bảng product ID mà. Ok này, chỗ này cũng vậy, tôi cũng sort. Đây tôi kéo thả vào đây được. Đây, anh em kéo thả từ bên trái sang bên phải này. Đây là uh, thanh công cụ của mình. Rồi chỗ này tôi cũng vậy. Tôi kéo này vào đây. Table product này. Tôi edit. Tôi chọn uh, cái product này để tôi sort. Sort từ trên xuống này ascending nhé Ok khi mình có hai này rồi mình sẽ kéo thả vào trong này, tôi kéo cái này vào đây, rồi nó sẽ chọn cái input này, tôi chọn nối left left input, giờ là left right nó cũng kiểu tương tự như nhau rồi, rồi tôi kéo cái này vào, ok, tôi edit lại này nè, đây bây giờ mình sẽ chọn là cái cột nó sẽ hiển thị ra, đây tôi chọn hết này, đây là tất cả những cái cột, nó hai cái nhiều cột đúng không, hai cái bảng đấy nó có nhiều cột, nó có điểm chung là cái cột product ID này đây anh em cho vào phát là nó, nó bắt ngay đấy, chỗ này tôi sẽ nối vào đầu tôi sẽ không muốn bỏ cái product ID mà thì nó sẽ bị trùng ấy đây ở đây trùng nó nền thị số 1 này đây là product ID nha. trên này em có product ID đấy nó sẽ bị trùng đây nền thị số 1 nên tôi không cần tôi chỉ cần một cái đâu đấy vậy là được vậy nó sẽ ra một bảng thì tương tự như cái bảng này tôi sẽ e sort lại rồi tôi sẽ edit này anh à, em tôi sẽ kéo vào đây được chưa Kéo này vào đây Nó tôi chuột phải tôi edit Cái này tôi sẽ nối Ờ tôi sẽ sort theo custom ID Tương tự như cái này vậy Tôi nghĩ là tôi sẽ sort lại để tôi nối Sort lại rồi mình nối với nhau nhé Edit này Đây mình sẽ Custom ID Rồi Rồi mình sort hai này vào nhau đúng không Bây giờ mình sẽ nối vào Mơ gật do nha đây mình kéo này vào đây trước này, mình chọn left rồi này. cái này nếu mà anh em dùng sql rồi thì nó cũng tương tự như vậy đâu, nó cũng có roi rồi mình chọn edit. mình sẽ cho hết cái bảng nối hết vào, nhưng mà mình không lấy cái customer đi vì mình sợ nó bị trùng. Đó, ok như vậy là được. đấy thì khi mà anh em đã có một cái như vậy anh em đã, anh em đã nối hết vào được rồi. đầu tiên là từ có ba cái bảng đúng không? đây, anh em có ba cái sheet thôi, anh em nối vào một cái sheet to thì ở đây là yêu cầu bài toán là sẽ tạo ra một cái cột nữa là cột profit Đấy, cột này thì sẽ bằng sale trừ đi giá vốn bán hàng Đấy, thì mình lấy này cái sale với giá vốn bán hàng này nó sẽ có trong bảng này rồi mà cái này chưa có thì mình tạo ra thôi bây giờ mình sẽ vào đây nhá mình chọn cái uh... đây chọn cái device và column này rồi kéo xuống dưới này cho dễ nhìn đây rồi mình chuột phải ở đây nhé chuột phải này edit này chỗ này mình chọn nhập vào tên cột là cái công thức của nó thì anh em sẽ anh em không không nhớ tên anh em nhấn cộng đây anh em hiển thị tên này đây tôi sẽ nhập vào sale trừ đi gì trừ đi giá vốn sale đấy vậy là được nhá ok vậy là xong rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ vào cái database nữa. Ok, thì sau khi mà chúng ta đã tạo xong mấy cái flow để ETL nhé, thì bây giờ mình sẽ tạo một cái để chúng ta lót vào trong cái database, để chúng ta lưu trữ vào trong đấy. Thì đây này, mình đã đến bước tạo xong cái cột này rồi. Bây giờ mình kéo cái này vào. Là cái destination assistant này. Đây, mình sẽ xuất ra đâu? Đây, đây là mình sẽ xuất ra SQL nhé. Mình chọn này được đúng không? Đây, chọn vào cái kết nối mới. Đây mình chọn new này, ok. Thì chỗ này mình sẽ chọn là cái data link của mình. Chỗ này mình phải nhập cái tên uh, server name vào nhá. Server name nó là cái này này. Đây, khi mà anh em kết nối đến cái database của mình đúng không? Nó sẽ có đăng nhập. Thì mình sẽ lấy cái server name này của mình nhá. Đây, bây giờ mình dám vào đây. Cái này nó sẽ có hai option cho mình, một là đăng nhập bằng cái tài khoản authentication cái gì đấy, nghĩa là không cần mật tài khoản kiểu, còn thứ hai là anh em có thể chọn khẩu ở đây thì tùy anh em thôi nên ở đây nó cũng vậy này ở đây nó cũng có cái bước uh, nhập tài khoản khẩu vào ấy. đấy mình chọn bước này cho đơn giản rồi mình vào cái data link này đây là cái tên server của mình này đây mình sẽ chọn một cái database nếu tôi chọn cái uh... ok thì đây là mấy cái database của mình đây mình sẽ chọn cái database của mình nhá đây nó là cái này thì cái này anh em phải tạo trước một anh em tạo trước hai này anh em có sẵn rồi thì anh em chọn nếu mà anh em chưa có database thì anh em vào đây tạo cho mình cái database nhé, thì tạo database đơn giản thôi, anh em vào trong cái chỗ này này, new database, chuột phải rồi new database, không thì anh em tạo cái câu truy vấn và anh em create database được, đấy, e tùy anh em nhé, rồi tôi sẽ vào tiếp cái này, ok này, rồi, thật ra vậy là được rồi, cái ok nhé giờ tôi sẽ kéo cái dữ liệu này vào đây, để xem nào, tôi sẽ edit đó khi mà nhấn vào đi thì nó sẽ ra một cái như thế này tôi sẽ new này đây là cái table mới ví dụ như cái này tôi tạo xong rồi tôi đẩy vào database database tôi phải cho vào một cái database này rồi tôi, tôi tạo ra một cái table để tôi lưu vào cái bảng dữ liệu của tôi vào thì tôi, tôi để cái này là etl này đây etl table cách hai nha đó nhấn ok, đúng như vậy được rồi. Bây giờ mình sẽ ra cái này nhá. Không cần, Rồi, nhấn chạy thử cho nào. Đây đang build này, đang gặp lỗi gì ra. Không thể là zero. Này ừ, như đang có vấn đề ở trong cái phần này. tí cho nó lại không? Rồi, cái này để tôi check lại cái này xem vấn đề gì. Đây, order Mấy cái này là mapping với nhau này. Data của mình đầu vào nhé. Còn data đầu ra đây. là có nào khác nhau không? Đồ giống nhau hết. mình nghĩ mình để như này đi tạo được database này xuất ra cái table này ok đây lại phát nữa xem được không thì mình sẽ nhấn start nha nhầm nhấn vào đây chứ start này nha đây nó chạy thì nó sẽ hiển thị từng bước này, này này rồi ok không vấn đề gì và nãy tôi cũng chẳng biết nó có vấn đề đếch gì đâu, anh em cứ chạy xem là nó có báo lỗi gì thì anh em check ở đấy được. thì đại loại là mình sẽ xây mấy cái gọi là mấy cái này đường đường ống dữ liệu này, anh em xây, anh em tổng hợp lại, rồi anh em xuất ra một nơi để lưu trữ lại cái mà anh em đã xây được, thì vấn đề nó chỉ là như vậy thôi. ok. rồi giờ tôi vào thử cái database này để tôi check xem nó đã được chưa nhé là tôi sẽ uh, tạo chi phần mới. là tôi sẽ sử dụng cái database này, này. anh em trên màn hình đây nhá. Anh em chạy có lệnh này, nó ra giống như cái tên mà anh em muốn là được. Tôi sẽ select này. Đây, table tôi đây. À tôi nghĩ là tôi sẽ select tất 100 thôi. Select nhiều quá sợ nó không ra được. Ok, thì đây là dữ liệu mình sau khi mình import vào nhé. Đầu tiên cái file chúng ta nó file Excel nó chỉ có file nhỏ nhỏ thôi. Thì sau khi mà chúng ta đã join nó vào rồi thì nó sẽ nhiều cột hơn và nó sẽ nhiều dòng hơn. Đây là kết quả chúng ta.